Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà tăng với tỷ lệ tăng là 0,31%, giao dịch ở mức 2.393,6 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,69%, giao dịch ở mức 104,28 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 66.380 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong số suy giảm đứng ở mức 4,344% trong một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số tăng đứng ở mức 79,02 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng bật trở lại do sự suy yếu đi của đồng bạc xanh cũng như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Dữ liệu công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hay gọi là CPI của Mỹ trong tháng 4 tăng ít hơn dự kiến, làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Đồng bạc xanh đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các tiền tệ khác. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức thấp nhất của một tháng. Theo chiến lược gia trưởng thị trường ông Philip Chable của Borula Future cho biết, dữ liệu CPI có thể là dấu hiệu sớm cho thấy lạm phát theo thời gian sẽ hạ nhiệt và Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên. Chỉ số CPI đã tăng 0,3% trong tháng trước, sau khi tăng 0,4% trong tháng 3 và tháng 2, cho thấy lạm phát tiếp tục xu hướng giảm vào đầu quý 2. Điều này đã đẩy kỳ vọng của thị trường tài chính về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo kết quả thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, vàng tăng giá còn do căng thẳng tại Ukraine và Trung Đông vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt, Nga đang công phá trên nhiều mặt trận tại Ukraine và xuất hiện các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong khi đó, tại Trung Đông, Iran gần đây cho biết sẽ tạo bom hạt nhân nếu bị Israel đe dọa. Với những tín hiệu từ giá cả hàng hóa Mỹ hạ nhiệt, nhiều khả năng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục trùng xuống và có thể yếu đi trong thời gian tới khi mà cuộc họp tháng 9 dần ngắn lại. Ở những bản tin trước thì kênh cũng đã nói gần đây nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể suy yếu trong mùa hè năm nay, có thể sẽ vào giai đoạn từ tháng 5 cho đến tháng 6 khi mà Fed trì hoãn hạ lãi suất. Tuy nhiên, nếu lạm phát tại Mỹ tiếp tục được kiểm soát và nền kinh tế Mỹ có thêm tín hiệu yếu đi, vàng có cơ hội để gia tăng điểm số theo sự yếu đi của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát sao các biến động địa chính trị tại Trung Đông, Ukraine và một số khu vực khác. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong sáng ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng SJC lần thứ 7 với giá đặt cọc là 87,5 triệu đồng cho một lượng. Cụ thể, với thông báo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, số vàng miếng gọi thầu lần này là 16.800 lượng, khối lượng thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương 500 lượng. Ngoài ra, khối lượng thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 40 lô, tương đương 4.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng cho một lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu, bằng hoặc là cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Sau 3 phiên đấu thầu thành công, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường được 14.900 lượng vàng miếng SJC. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng là nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới ở mức cao, bảo đảm thị trường và hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước khẳng định để phù hợp với tình hình thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh hợp lý khối lượng vàng miếng tối thiểu, tối đa các thành viên được phép đặt thầu. Nhờ vậy, kết quả tại các phiên sau, số lượng đơn vị trúng thầu nhiều hơn những phiên trước theo đúng mục tiêu tăng cung thêm vàng miếng ra thị trường. Ngân hàng Nhà nước cũng tăng các biện pháp quản lý thị trường, thanh tra kinh doanh mua bán vàng miếng. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp chấp hành quy định về hóa đơn thanh toán, thống kê và kiểm soát giao dịch vàng. Cơ quan này phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Công Thương kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu đẩy giá vàng lên cao. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Tạm thời, các doanh nghiệp vàng trong nước chưa có nhiều thay đổi về giá sau khi điều chỉnh tăng rất mạnh trong phiên cuối ngày hôm qua. Hiện tại chỉ có riêng hệ thống vàng Mỹ Hồng là tiếp tục tăng, mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác
Tạm thời cũng chưa có thay đổi. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Doji và công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hiện tại chưa có thay đổi. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên cả ba thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mua vào mức 87,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 90,20 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại có hệ thống mi hồng điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 600.000 đồng trên một lượng bán ra, đang mua vào mức 88,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90,50 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đang mua vào mức 75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bố số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 75 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,80 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng không có thay đổi, mua vào mức 75,51 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,86 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.152 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.482 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.820 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra vẫn đang ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 8.750.000, bán ra 8.920.000. Doji Hà Nội mua vào 8.770.000, bán ra 8.940.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.770.000, bán ra 9.010.000. Phú Quý SJC mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.780.000, bán ra 9 triệu. Mi Hồng SJC mua vào 8.880.000, bán ra 9.050.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 600.000 đồng trên một lượng bán ra. Hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua, tăng 60.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.730.000, bán ra 8.980.000. Ngân hàng TPBank mua vào 8.770.000, bán ra 8.940.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. SJC Huế mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.770.000, bán ra 9.020.000. Hiện tại giá vàng miếng SJC tại đây không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng. Cuối cùng là giá nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.500.000, bán ra 7.670.000. Vàng bố số 9 mua vào 7.490.000, bán ra 7.590.000. Vàng 24K mua vào 7.314,9 nghìn, bán ra 7.514,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.458,1 nghìn, bán ra 5.708,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.190,4 nghìn, bán ra 4.440,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.930,3 nghìn, bán ra 3.180,3 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.